Chào các bạn. Và trên mông mình ngay bây giờ đó là Razer EyeScore, chiếc ghế gaming đầu tiên của Razer. Thời điểm này các bạn đang có lăn tăn nhiều cái mẫu ghế hiện tại ở trên thị trường. Các bạn thật sự nên coi hết cái video này để biết và trải nghiệm thêm về chính chiếc ghế này. Thật sự luôn, đây là cái ghế gaming mà mình phải nói là nó ngồi phê nhất từ trước tới nay mà mình được từng trải nghiệm luôn. Và nếu như các bạn có cái gu giống mình thì mời các bạn coi hết cái clip để nghe mình giải thích là tại vì sao mình lại nói cái câu như trên. Đầu tiên thì rất cảm ơn nhà phân phối Viễn Sơn cũng như là Razer vì đã tặng cho mình chính chiếc ghế này. Đây là một cái ghế gaming mà phải nói là cái trải nghiệm của nó trong khoảng 24 tiếng vừa rồi của mình, thật ra là mình định sử dụng lâu hơn khoảng 2-3 ngày cơ, nhưng mà mình thấy là nó đã quá, và thật sự là cái trải nghiệm của nó đáng để mình có thể nói ngay về chính cái trải nghiệm của nó luôn. Nên đó là ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một cái video review về trong khoảng 24 tiếng vừa qua. Đầu tiên là về cái mức giá thì chính cái ghế này hiện tại mình thấy là đang bán đâu đó lên quanh nha, khoảng 8 triệu đồng. Thì đây không phải là một cái mức giá quá dễ tiếp cận, tại vì gần như cái gap giá mình thấy là mọi người dễ chi tiền để mua một cái ghế gaming á, nó rơi vào khoảng nha từ 3 triệu cho đến khoảng dưới 7 triệu. Còn đây á, là một cái phân cấp mà mình nghĩ là nó nằm ở cái mức là trung cao rồi. Lên tới cái tầm này á, các bạn sẽ có một số những cái nhu cầu là mua một số những cái con ghế cao hẳn luôn, khoảng đâu đó 10 triệu thì các bạn mua được một số những cái sản phẩm của Noblechairs. Tuy nhiên, các bạn khoan vội đi mua những cái con ghế dòng quá cao đó, mà các bạn hãy thử cân nhắc coi là cái ghế này nó có những cái giá trị gì hay ho nha. Cái trải nghiệm đầu tiên của các bạn khi mà vừa đặt mông xuống cái ghế này đó chính là ôi sao nó vững thế. Đây là con ghế gaming rất là vững chãi, và cái khả năng mà nó chịu tải được cái cảm giác cho các bạn ngồi lên, nó không có một tí rung lắc nào. Các bạn ngồi lên không có cảm giác như là nó sẽ nghiêng bên trái hay là nghiêng bên phải, hay là nó sẽ bật ra ngoài sau như những cái ghế gaming giá rẻ khác. Các bạn phải thử trải nghiệm những cái con ghế như thế này các bạn mới có thể cảm giác được rằng là một cái ghế gaming cao cấp nó sẽ như thế nào. Đây là cái trải nghiệm mà mình đã từng có ở trên một số những cái con Noblechairs cách đây khoảng độ năm 2019 á, mình từng ngồi và trải nghiệm, nó rơi vào phân khúc khoảng từ 20 triệu đồng. Nhưng chính cái con này nó chỉ có 8 triệu ở thời điểm hiện tại thôi, nhưng mà cái cảm giác ngồi của nó cũng đã tương đương rồi. Cái phần bệ mông của nó, cái phần lưng của nó, cái phần ngã ghế tựa của nó, tất cả mọi thứ đều cực kỳ vững chãi. Các bạn thấy mình ngồi đây, mình ngồi lên một phát là nó không hề có rung lắc gì luôn. Cho nên là nếu như các bạn rất ghét cái chuyện là các bạn ngồi lên một số những cái ghế gaming hiện nay mà nó bị flex, nó bị hơi sụt xịt, hơi khó chịu, hoặc là như chính cái ghế của mình hiện tại ở nhà thì nó đang bắt đầu là có những cái tiếng kêu cót két này, mình không thích nữa. Cho nên là khi mình ngồi và trải nghiệm qua cái ghế này, thật sự nó là một cái đẳng cấp hoàn toàn khác luôn. Và nếu như các bạn thích cái cảm giác ngồi cực kỳ vững chãi của một cái ghế xịn thật sự thì các bạn nên cân nhắc về chính cái sản phẩm này. Lý do nó làm được cái điều đó là tại vì Razer Iskur là một cái con ghế mà nó dành cho những cái người có cái size cơ thể từ khoảng cao 1m7 đến 1m8, và cái trọng lượng của họ là dưới 136 kg. Ngoài ra Razer họ còn có cái form factor là size XL, cũng là con ghế này nhưng mà size XL thì để dành cho mấy anh Mỹ mà kiểu như là cao trên 2m luôn. Thì cái đó nó hơi oversize đối với người châu Á. Còn đối với chính tại thị trường Việt Nam mình nghĩ các bạn đi mua những cái phiên bản standard như thế này là ok. Và cái trải nghiệm ngồi của các bạn cái trục nâng của nó, cái khả năng hoàn thiện của nó và cái độ flex của nó gần như là bằng không. Trên cái ghế này thì nó rất là đặc biệt, tại vì nó có rất là nhiều những cái công năng, những cái tính năng khác nhau thêm thắt và bỏ vào trong cái ghế này. Cho nên mình sẽ liệt kê cho các bạn từng cái công năng một và cái trải nghiệm của mình trong khoảng vài tiếng vừa qua về những cái công năng đó nó có tốt hay là không ha. Đầu tiên đó chính là cái phần đệm của cái lưng các bạn. Nó là một cái đệm lưng cơ khí, các bạn có thể bật ra, bật vô rất là dễ dàng, và đây chắc chắn là cái điểm ấn tượng nhất của chính cái sản phẩm này ở trên tất cả mọi bài đánh giá review từ trước đến nay. Tại vì Razer họ đã ra mắt cái con ghế này tại sự kiện RazerCon 2020, tức là nó đã được 3 năm tuổi rồi các bạn. Nhưng mà cho tới bây giờ cái phần đệm lưng này đối với mình nha, thật sự là khi các bạn sử dụng thử các bạn mới thấy là nó legendary tới mức nào, tức là nó có thể hoàn toàn đánh bại tất cả mọi cái đệm lưng khác hiện nay đang có ở trên những cái ghế gaming luôn. Tại vì ghế gaming hiện nay đa phần nha, một là các bạn sẽ có những cái gối nó tương đối là nhỏ. Đây chẳng hạn như là một cái gối lưng điển hình nè, các bạn thấy không, cái size nó chỉ nhiêu đây thôi thì nó sẽ đỡ được đâu đó là khoảng nửa cái lưng dưới của các bạn. Nhưng mà nếu như các bạn muốn kéo cái gối lên trên cao thì cái phần lưng dưới nó sẽ bị hụt, mà các bạn không có cái gối ở trên cao thì thành ra là cái lưng của các bạn nó sẽ cảm giác như là hơi bị thiếu và nó chỉ có một cái phần đệm phía dưới thôi. Thế nên là khi các bạn ngồi ở trong một khoảng thời gian dài để làm việc hoặc là chơi game các bạn sẽ cảm thấy là nó không mấy là thoải mái. Nhưng chính cái phần đệm lưng của con ghế này là một cái phần đệm lưng cơ học luôn. Các bạn có một cái mảng đệm lưng rất lớn và nó ôm toàn bộ cái lưng của bạn. Thậm chí là bên cái trang Tom Hardware họ có một cái câu slogan cho chính cái bài review ở trên chính cái con ghế này là đây là cái ghế đã cứu rỗi cái lưng của tôi. Tại vì cái phần đỡ này, thứ nhất là nó đỡ được nguyên cả cái phần lưng của bạn, gần như là nguyên cái lưng của anh em thì cái phần đệm này nó sẽ chiếm được khoảng là 70% luôn. Và tất cả mọi thứ các bạn cần tùy vào trong cái phần đệm ghế để các bạn có thể ngồi chơi game, làm việc thoải mái thì cái ghế này nó đã cover được hết rồi. Các bạn không cần phải làm gì hết, chỉ đơn giản là các bạn mua về và sử dụng thôi. Các bạn không cần lót thêm gối, các bạn không cần phải lót thêm những cái dụng cụ hỗ trợ nữa. Tất cả mọi thứ các bạn đã có được trang bị hoàn chỉnh ở trên chính cái ghế này. Và đương nhiên là nếu như các bạn nào có quan tâm với chính chiếc ghế này á, các bạn cũng đã có thấy là cái phần nâng lưng này nè, nó có thể bật ra ngoài, đúng không? Nó giúp cho các bạn có thể bật ra một cái vị trí xa hơn để làm cái gì, đúng không? Tại vì nếu như bật ra như vậy thì nó chiếm diện tích quá, không để làm gì hết. Hôm qua mình coi cái video demo mình cũng nghĩ giống vậy á, tức là mình thấy là ủa sao bật ra chi ta, để làm gì đâu, nó nhìn nó hơi quái dị. Nhưng mà thật ra nha, thật ra đây, cái hay nhất của cái chuyện là các bạn có thể bật ra là gì? Là các bạn có thể ngồi ở một cái vị trí nó hardcore hơn khi các bạn chơi game. Bình thường các bạn mà chơi game ở trong cái tâm thế mà gọi là chuyên nghiệp, hoặc là ở trong cái tâm thế là các bạn muốn chơi để thắng á, các bạn sao không có ngồi thoải mái vậy đâu. Ngồi thoải mái vậy là cho mấy cái ông mà dùng để đang làm việc thôi. Đó, tức là họ sẽ ngồi tựa ra như thế này nè. Là các bạn ngồi chơi hoặc là chơi mobile game, những cái game mà nó ít cái tính mà phải quan sát kỹ á. Nhưng mà nếu như các bạn chơi FPS game á, xu hướng của game thủ là gì? Các bạn nhìn này nè. Đấy, các bạn sẽ nhìn như thế này, đúng không? Thì khi này cái lưng của bạn không có cái gì đỡ hết. Vậy thì tại sao chúng ta lại không bật cái này ra? Thành ra là khi mà hôm qua mình thử bắn một game Valorant, mình chơi ở trên một cái laptop, thật sự là màn hình nó rất là nhỏ và mình bắt buộc phải với cái con mắt mình lại gần để nhìn vào trong cái màn hình. Thì giải pháp khi này là các bạn chỉ cần bật cái phần đệm lưng ra, vậy là xong, tất cả mọi vấn đề được giải quyết luôn. Cái phần đệm lưng này nó sẽ thay thế cho một cái gối nhỏ như thế này. À, các bạn hiểu không? Tức là nếu như ngày trước các bạn có một cái ghế gaming bình thường mà các bạn dựa ra như thế này thì các bạn sẽ không xài được cái gối. Còn bây giờ các bạn đã xài được một cái gối nhỏ như thế này trong bất kể tư thế nào luôn. Thành ra là khi các bạn ngồi để làm việc nè, các bạn ngồi để chơi game FPS, các bạn ngồi để chơi game MOBA, tất cả mọi cái thao tác sử dụng của các bạn ở trong bất kể là tình huống nào, thì chính cái phần đệm lưng này là cái điều thú vị nhất mà hiện nay Razer đang làm được, mà những hãng ghế gaming khác vẫn chưa thể làm được. Mình nói về cái phần tính năng tiếp theo, đó chính là cái phần mà tay ghế 4D. Thật sự luôn, nghe thì có vẻ như là khen hơi nhiều, nhưng mà cái tay ghế này nó rất là rõ ràng ở các cái khớp khi các bạn gật lên gật xuống. Tức là các bạn sẽ cảm giác như là như những cái ghế khác nha, khi các bạn bật cái nút, các bạn đưa nó đi ở tới cái hành trình cuối, đúng không? Thì nó chỉ đơn giản là nó dừng lại thôi. Còn cái này nó giống như là có một cái phản hồi vật lý, nó bật lại cho cái tay các bạn, nó ra hiệu là nó đã tới cuối hành trình rồi. Nên khi các bạn gật lên hoặc là các bạn hạ xuống thì nó đều có một cái cảm giác như là tới kịch một cái. Đó, nó kiểu vậy đó. Thì thành ra là các bạn sẽ có cảm giác là nó rất là rõ ràng khi các bạn điều chỉnh cả các phần là nâng lên, nâng xuống hay vân vân. Và thậm chí là cái tay này á, nó có những cái nút bấm rất riêng biệt. Bình thường đi, những cái tay khác là các bạn làm gì? Các bạn chỉ có bẻ qua bẻ lại, đúng không? Các bạn bẻ tùm lum hết thì nó ok. Còn các bạn muốn gật lên gật xuống này có hai cái nút để các bạn có thể điều chỉnh. Còn cái này á, ở trên mỗi cái tay nắm nó có tới tận là 3 cái nút. Một cái nút để giúp cho các bạn có thể bật ra, bật vô. Một cái nút để các bạn có thể gật lên, gật xuống. Một cái nút để giúp cho các bạn có thể đưa tới, đưa lui. Đó, các bạn hiểu không? Tức là mỗi cái khớp khác nhau sẽ có một cái công tắc khác nhau để giúp cho các bạn cố định được cái vị trí thoải mái nhất. Tức là cái ghế của bạn á, nó sẽ hoàn toàn là của bạn khi bạn ngồi vào trong cái góc chơi game, các bạn ngồi trải nghiệm và chơi ở trên chính cái ghế này. Mình nói tiếp về cái phần da, khi các bạn ngồi lên trên cái phần da và cái đệm mông của các bạn á, thì nó sẽ là như thế nào ha. Đầu tiên mình nói thật luôn, đây là một cái cảm giác ngồi rất lạ mà mình chưa từng có ở trên những cái ghế gaming giá rẻ nào khác. Và thực sự cái cảm giác mà ngồi lên trên cái đệm mông này nó chỉ có được ở trên những cái ghế Noblechairs có giá từ khoảng 10 triệu trở lên mà thôi. Tại vì sao? Cái đệm ngồi này á, nó không phải là một cái form bình thường, mà mình thấy là Razer họ dùng một cái từ là một cái form với mật độ form dày đặc. Tức là đại khái là họ có rất là nhiều những cái vật liệu bên trong cái form này. Nó giúp cho các bạn khi mà ngồi lên á, các bạn sẽ có cảm giác là ôi, sao cái form này nó khiến cho các bạn cảm thấy là nó cứng thế khi ngồi vào. Thật sự luôn, chắc chắn đây là cái cảm giác mà các bạn sẽ gặp phải. Và mình không biết có gọi là thích được hay không. Tại vì á, nếu như với cá nhân mình nha, với cá nhân mình là mình thích. Nhưng mà mình có thử nhờ bạn thân của mình ngồi lên á, thì bạn nói là cái cảm giác ngồi này bạn không thích. Bạn thấy là nó cứng quá đi, nó thật sự cứng. Và mình ngồi trải nghiệm chơi game được khoảng 2 tiếng đồng hồ thì mình cũng có bắt đầu có cảm giác là hơi ê cái phần mông. Tức là do nó cứng tới mức độ luôn á, các bạn phải cảm giác được. Và đúng là có phải là do mình nhẹ quá so với cái tiêu chuẩn mà Razer họ làm không? Tại vì như mình nói các bạn, con này nó lên tới 136 kg lần. Nên là thành ra là cái phần đệm mông nó có vẻ là hơi cứng so với cái trải nghiệm bình thường của các bạn. Nhưng mà mình đã từng ngồi một con ghế Noblechairs có giá khoảng từ trên 12 triệu, thậm chí là trên 20 triệu. Tại vì mình đã đi đến sự kiện Computex tới bây giờ là lần thứ 2 rồi. Và Noblechairs họ có gian hàng bên đó. Thì cái cảm giác ngồi ở trên đệm mông của những con Noblechairs nó na ná như thế này. Mình thấy là Noblechairs họ làm mềm hơn một chút, nhưng mà phần nào đấy là nó na ná như thế này. Cho nên là nếu như các bạn đã từng trải nghiệm những cái con ghế gaming giá rẻ khác, các bạn sẽ thấy là cái phần đệm ngồi của nó tương đối là mềm mại. Thì phần nào đấy các bạn sẽ phải làm quen lại ở trên cái ghế này. Tại vì á, mình nói với các bạn rồi ngay từ ban đầu, nó rất là ít flex, cho nên là nó sẽ cứng hơn những cái ghế mềm bình thường khác. Thì đây là một cái loại cảm giác nó tương đối lạ. Mình nghĩ là nếu như các bạn có định đi mua, các bạn nên ra một số những cái cửa hàng mà có gian hàng trải nghiệm để các bạn có thể ngồi thử coi là các bạn có thích cái kiểu đệm mông này hay là không nha. Về phần da ở trên cái sản phẩm này mà họ làm á, thì mình thấy là ở trên trang của Razer họ có nói là họ sử dụng cái vật liệu là da PVC, thì cộng hưởng với cái phần form dày đặc cho nên nó sẽ tạo ra một cái độ cứng mà các bạn sẽ cảm nhận được ngay. Tuy nhiên nếu như để sử dụng được khoảng hết 3 năm, tại vì Razer họ bảo hành con này tới tận là 3 năm ha, những cái ghế khác thì có thể là 24 tháng mình thấy vậy. Thì để có thể bảo hành được qua hết 3 năm mà không bị bong tróc da thì PVC là một cái vật liệu đủ an toàn cho hãng để họ đỡ phải làm cái công chuyện là họ phải bảo hành cho các bạn. Mình có coi một số những cái bài review khác của các anh em khác ở bên nước ngoài á, thì mình thấy là cái phần da của ghế của họ hầu như là nó không có bị vấn đề gì cả, không xây xát, không rách, không tróc, không gì hết. Nhưng chỉ có một cái á, là các bạn thấy không, ở trên cái phần ghế này nó có rất là nhiều những cái chi tiết chỉ màu xanh lá cây và họ đan, đúng không? Thì ở trên một cái số trang nước ngoài đó mình có nghiên cứu thì mình thấy là họ có bị bung chỉ, là có bung nhưng mà da thì không sao. Cho nên là mình nghĩ là theo thời gian thì những cái sợi chỉ này nó sẽ bị lờn. Có thể là tại vì cái anh đó mà mình coi cái video của ảnh thì ảnh có con gái nữa, cho nên là con gái ảnh rất là hay đứng lên trên cái ghế này đó mà nhúng, thì có thể là mấy đứa nhỏ nó chơi nó quậy hơi phá chút. Nhưng mà nếu như người lớn, người trưởng thành mình ngồi không á, thì chắc là không sao ha. Thì mình thấy là nếu như theo thời gian thì cái phần chỉ là cái phần có vấn đề, nhưng cái phần da là không sao hết. Và anh đó anh đã xài được khoảng 1 năm rồi, cho nên là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về cái phần vật liệu da của chính Razer họ làm nên. Cái ghế này nó cũng có một số những cái cơ chế ngã mà các bạn nên biết. Đầu tiên là nó sẽ giúp cho các bạn có thể ngã được một cái góc mà mình thấy nó không phải là 180, nó khoảng độ đâu đấy mình nghĩ là tầm cỡ 150, 160 vậy đấy. Mình chưa có coi cái spec nhưng mà các bạn có thể thấy được cái phần ngã của mình như thế này ha. Và kèm thêm là nó có cái con rùa phía dưới. Con rùa tức là các bạn có thể làm cái tư thế bập bên á, tức là các bạn có thể bập bên ra ngoài sau và các bạn có thể khóa cái bập bên nó lại luôn để các bạn có thể ngồi một cái trải nghiệm tốt hơn. Ở trong một số những cái tình huống mình nghĩ là các bạn có thể muốn chill, các bạn muốn thư giãn, relax, các bạn có thể bật ra full, sau đó các bạn bật con rùa lên, đúng không? Các bạn cho nó lật ra ngoài sau luôn, tức là cái tư thế nó sẽ là ngửa như thế này nè. Thì các bạn cứ ngồi đây, các bạn ôm cái gối rồi các bạn có thể là ăn bắp rang bơ, coi phim trên màn hình lớn. Các bạn tưởng tượng được không? Thì cái trải nghiệm của nó sẽ rất là thư giãn ha. Thì mình thấy đây là một cái cơ chế cũng tương đối ok. Nhưng mà mình không biết là Razer sau này họ có định làm cái phiên bản mà bật ra tới 180 độ hay không. Tại vì đối với một số những bạn nào mà làm văn phòng hoặc là làm việc tại nhà mà các bạn ghét cái chuyện là phải leo lên giường nằm, các bạn muốn nằm trực tiếp ở đây luôn thì ok, maybe là nó cũng sẽ thoải mái hơn. Còn cái việc mà họ lock lại khoảng 150, 160 thì mình nghĩ là nó phần nào đấy là để an toàn cho mọi người. Và thứ hai là mình thấy là cái kiểu này thì các bạn cũng đã hoàn toàn có thể ngồi ngủ rồi, nên các bạn cũng có thể yên tâm về chính cái cảm giác bật ra của nó. Về phần vật liệu mà họ làm nên cái phần khung á, thì mình thấy là trên trang của Razer họ để là vật liệu là thép và ván. Thì hình như cái phần ván là cái phần mà họ làm cái lưng nè, họ làm cái phần lưng đỡ của anh em. Còn cái phần thép á, là họ làm cái khung ghế, cái khung ghế kèm thêm là cái chân ở phía bên dưới ha. Thì thành ra nó tạo ra một cái cảm giác rất là vững chãi. Và sẵn tiện nói về cái phần ngay phía bên dưới, mình cũng nói luôn về cái phần bánh xe. Thì mình có coi một số những cái trang công nghệ trước đó họ khen cái bánh xe của cái con này rất là nhiều. Tại vì đây là một cái bánh xe nó rất là trơn. Cái độ đẩy, cái độ trượt của nó trơn cực kỳ luôn. Mình cũng có test ở nhà nhưng mà mình không có cái nhu cầu là trượt tới trượt lui nhiều. Mình thấy là nó ok, nó cũng trơn nhưng mình không thấy cái này nó có gì đó quá đặc biệt. Nói chung á, là nó sẽ giúp cho các bạn có thể di chuyển cái ghế đi rất là dễ dàng, rất là êm ái. Ngay từ ban đầu con này nó ra với cái giá là 500 đô ha. Bên Mỹ nó gọi là 500 bất á, thì ở bên Việt Nam mình là $500. Thì thời điểm nó ra mình nhớ là nó khoảng đâu đó 10 triệu. Bây giờ nó còn dưới 8 triệu thôi, tức là nó đã giảm giá theo thời gian rồi đấy. Ở trên chính chiếc ghế này nó sẽ có hai màu, một là màu đen trơn luôn, hai là màu đen pha với xanh lá như thế này. Mình thấy là cái phiên bản này đẹp hơn cái phiên bản kia. Phiên bản kia nhìn nó hơi bình thường quá. Hoặc là Razer họ có một cái phiên bản là Razer EyeScore Fabric, tức là cái vải kháng khuẩn, thì cũng là một cái sự lựa chọn khá hay. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn nên mua phiên bản da này hơn, tại vì mình đã đang có một con ghế kháng khuẩn ở trong nhà rồi. Mình thấy là theo thời gian ngồi nó có vẻ là bị hơi nóng, mình không thích lắm. Mình nghĩ là phần da như thế này nó sẽ ok hơn, và da của nó là da PVC nên nó rất là bền, các bạn yên tâm vào cái sự bền của nó. Đúng rồi, nói thêm cái phần lắp đặt của nó, cái phần hộp cũng rất là mắc cười các bạn. Đầu tiên là họ có để một số những cái meme vui ở trên cái phần box là bạn không có nên làm những cái gì đó, thì các bạn đang thấy ở đây nhìn nó hài phết luôn. Và thứ hai là bên trong cái ghế các bạn sẽ có một cái thư cảm ơn cực kỳ lớn, và các bạn lật cái mặt sau là cái phần mà hướng dẫn lắp đặt. Và nếu như các bạn có đi lắp cái ghế này tại nhà thì các bạn có thể hoàn toàn dựng cái hướng dẫn lắp đặt đó vào trong một cái góc tường để các bạn có thể vừa coi vừa lắp. như những cái ghế gaming khác mà mình đã từng lắp á, nó đều là những cái bảng rất là nhỏ như thế này. Các bạn cứ lắp một cái rồi các bạn lại phải lại nhìn cái tờ giấy, các bạn cứ lắp một cái lại nhìn tờ giấy. Những anh em nào mà không có biết lắp nhiều á, thì các bạn sẽ cảm thấy hơi mệt. Thì cái phần hướng dẫn sử dụng này nó dễ xài rất nhiều. Ok, cảm ơn anh em và đừng quên là mình sẽ lên sóng video lúc 19:30 hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại. Hết thẻ nhớ này. Bye bye anh em. Xịn lắm, mua đi, mua đi.